tiền đạo chỉ ghi 2 bàn sau 31 trận cho Manchester United có bến đỗ mới. Chân sút người Hà Lan Wout Weghorst sắp gia nhập câu lạc bộ Hoffenheim sau khi đội bóng chủ quản Burnley không muốn giữ anh lại. Ở mùa giải trước, Weghorst được cho Manchester United mượn. Wout Weghorst có thành tích ghi bàn khá tốt trong sự nghiệp, với hơn 170 lần lập công. Thành tích này thật sự đáng nể. Tuy nhiên, anh không thể chứng tỏ bản năng săn bàn trong màu áo quỷ đỏ kể từ khi gia nhập câu lạc bộ này theo dạng cho mượn từ Burnley. Tháng 1 năm 2023, Man UTD tiêu tốn hơn 2 triệu bảng để hỏi mượn chân sút người Hà Lan từ Burnley. Tuy nhiên, Weghorst chỉ ghi 2 bàn sau 31 trận trên mọi đấu trường cho Manchester United. Đáng chú ý, anh không có bàn thắng nào ở Premier League sau 17 trận ra sân. Phía Manchester United đánh giá cao tinh thần và tình yêu của Weghorst dành cho câu lạc bộ, song quyết định không ký tiếp. Về phía Burnley, tân binh của ngoại hạng Anh 2023-24 cũng không có kế hoạch sử dụng chân sút này ngay cả khi anh còn 2 năm giao kèo với họ. Nhưng cũng rất nhanh, Weghorst sớm có bến đỗ mới. Cụ thể, theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay, Hoffenheim đã đạt thỏa thuận ký hợp đồng với Wout Weghorst từ Burnley. Thỏa thuận đã xong xuôi. Cựu tiền đạo Man United sẽ hoàn thành các bài kiểm tra y tế vào hôm nay, giờ địa phương. Trở lại Bundesliga là lựa chọn phù hợp cho Weghorst. Anh từng ghi 58 bàn sau 118 trận cho Wolfsburg trong giai đoạn 2018-2022.